Kênh Thư Giãn Nghệ Thuật kính chào tất cả các quý bạn thân mến. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách xỏ dây đá sáng tạo 23. Hôm nay mình không phải trân, mình sẽ chia sẻ cách xỏ dây đá sáng tạo 23. Mời các bạn xem cách xỏ dây đá của mình nha. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trước khi xem video. Mời các bạn.
Bạn nào chưa đăng ký kênh Thư Giãn Nghệ Thuật của mình thì nhớ đăng ký và chia sẻ video của mình nha. Bây giờ video của mình đã sắp sửa hết. Thân mến chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe sau khi xem video nha. Thân mến chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like video của mình nha các bạn.